Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm, đó là hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ vụ Lào. Và cái mẫu sản phẩm làm từ chất liệu gỗ vụ Lào này cũng đang được 99% người dân Việt Nam tiêu dùng bình chọn, đó là mẫu sản phẩm bán chạy cũng như là mẫu thịnh hành nhất hiện nay. Hôm nay chúng tôi có chia sẻ tới quý vị cái mẫu sản phẩm này, cũng như chúng tôi sẽ chia sẻ thêm đó là một câu chuyện về các cái khách hàng khi mua hàng đã bị lừa đảo vào các cái ngày Tết mua của các cơ sở không rõ nguồn gốc. Thì đầu tiên chúng tôi chia sẻ đó là mẫu hoành phi lồng cuốn thư. Mẫu hoành phi này có kích thước chuẩn phong thủy, đó là dài 1m97, rộng 67. Nó vào cái cung đó là tài vượng và đăng khoa. Cung đăng khoa là 67, cung tài vượng là 1m97. Toàn bộ phần ván bên trong chúng tôi làm dày 3 phân. Và có thiết kế chiếc cuốn thư chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Thì mẫu sản phẩm này tôi đã giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua và cũng là mẫu bán chạy nhất của cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành. Rất nhiều khách hàng đã chọn mẫu sản phẩm này và có phản hồi cho chúng tôi và rất là ưng ý về mẫu sản phẩm này. Thiết kế hai trong một, mua một bức hoành phi chúng ta có thể sử dụng đó là vừa hoành phi vừa cuốn thư. Hoành phi là một bức tranh nằm ngang có hình chữ nhật, thì bên trong có điêu khắc đó là thêm một chiếc cuốn thư. Và khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, rộng 10 phân. Phía dưới thì chúng tôi chạm Louis hoa hồng và bên trên chúng tôi cũng chạm thêm một chiếc cuốn thư ở phía khuôn tranh bên trên và xen kẽ là các cái gấm hoa tranh. Thì trong video clip này chúng tôi cũng chia sẻ tới một câu chuyện, đó là khách hàng đã phản hồi về cho chúng tôi mua của một cơ sở trên Phú Thọ và đã bị cơ sở đó lừa đảo vì không rõ nguồn gốc của gỗ. Khách hàng khi yêu cầu xem mộc thì cơ sở đã không quay lại chi tiết mà đã cho đi sơn hoàn thiện và bây giờ khách hàng không phát hiện được. Thì khách hàng này cũng là một khách hàng của chúng tôi xin được giấu tên, đã tham khảo các cái cơ sở đồ gỗ thì thấy giá nó chênh lệch cao nên đã chọn các cái cơ sở giá rẻ để đặt hàng và kết quả cuối cùng là khách hàng đã bị lừa và khách hàng cuối cùng đã phản hồi lại cho chúng tôi, đó là bị mất tiền cọc mà bị oan và bây giờ không thắc mắc với ai được. Đó là một câu chuyện rất đáng buồn trong cái dịp Tết Nguyên Đán 2021. Thì trong video clip này, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành cũng chia sẻ tới tất cả quý khách hàng, khi quý khách hàng đặt hàng hay mua hàng, quý khách nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách, tránh cái trường hợp lừa đảo rủi ro như cái câu chuyện tôi vừa chia sẻ. Đó là khách hàng chỉ ham giá rẻ mà đã chọn tới các cái cơ sở cũng bán hàng online nhưng không rõ nguồn gốc, không có thương hiệu. Hiện nay rất nhiều cơ sở đã trà trộn thương hiệu làng nghề La Xuyên của chúng tôi để bán tràn lan các cái hàng giá rẻ cũng như là lừa bịp khách trong cái dịp ngày Tết. Và tiếp theo đây là chúng tôi giới thiệu tiếp, đó là hai mẫu hoành phi chạm 3 chữ Đức Lưu Quang. Hai mẫu này là mẫu phổ thông, chỉ có về độ dày là chúng tôi làm dày hơn bình thường. Toàn bộ phần ván chúng tôi làm dày 3 phân. Có phụ đề tiếng Việt cho các cái chữ Hán Nôm bên trong, xen kẽ là các cái bộ cây tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Trong video này chúng tôi giới thiệu đó là ba bức hoành phi chúng tôi làm cho ba khách hàng ở ba tỉnh khác nhau, đó là Quảng Ninh, Hải Phòng và Phú Thọ. Thì trường hợp vừa rồi là chúng tôi đã làm lại cho khách hàng bộ sản phẩm ưng ý và khách hàng ở xa mà không về được, chúng tôi sẽ quay video clip phần mộc một lượt rất là chi tiết, tỉ mỉ từng cái chi tiết nhỏ nhất, các cái góc cạnh gửi tới quý khách hàng để đảm bảo quyền lợi. Vì khách hàng ở xa không về được thì khách hàng hãy xem trực tiếp trên YouTube tại địa chỉ kênh Đồ Gỗ Hiền Lành cũng như kênh Đồ Thờ Hiền Lành. Chúng tôi đang chạy song song hai kênh thì quý khách có thể đăng ký kênh để tiện theo dõi nhất và mở nút chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất.
cơ sở đồ gỗ Hiền Lành làm cơ sở sản xuất trực tiếp, có thể chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn các cái công đoạn làm về hoành phi câu đối. Trong các clip trước tôi đã giới thiệu về các cái công đoạn làm nhẫn hay là đóng thang én hay là nong khung, và hôm nay thì chúng tôi chia sẻ cùng một lúc đó là ba bộ mẫu sản phẩm, ba bức hoành phi, một bức lồng cuốn thư và hai bức chạm ba chữ Đức Lưu Quang to có xen kẽ các cây tứ quý. Và chiều dài, chiều rộng là đồng kích thước, đó là dài 1m97, rộng 67. Và chúng tôi cũng giải thích luôn vì sao đây là mẫu được nhiều người dùng nhất. Vì cái chất liệu gỗ gụ là chúng tôi nhập khẩu từ bên Lào. Nó có màu vàng nhạt. Và nếu như gỗ để lâu thì nó có sẽ có cái màu nâu đỏ hoặc nâu đậm. Thường thì chúng tôi làm xong là nó sẽ có màu vàng. Thớ gỗ thì thẳng và mịn và dễ dàng đánh bóng khi chúng ta hoàn thiện. Nó ít cong vênh, mối mọt. Và toàn bộ chất liệu này được nhập khẩu từ bên Lào. Khi hoàn thiện thì nó có cái màu sáng rất là đẹp. Và về phần chữ thiếp vàng hay dát vàng 24K thì chúng tôi có hai bản vàng, đó là vàng Đài Loan và vàng 24K, thì quý khách có thể lựa chọn. Nhưng thường ở mức độ dân dùng 99% thì là dùng vàng Đài Loan hay còn gọi là vàng công nghiệp. Thì quý khách có nhu cầu làm về hoành phi câu đối, quý khách liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành qua hai số hotline, đó là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Điều đặc biệt chúng tôi vẫn khuyên quý khách đó là xem hàng mộc trước khi sơn, kể cả đặt hàng hay là mua hàng, không nên mua hàng hoàn thiện có sẵn, vì chúng ta lúc đó không biết được bên trong đó là chất liệu gỗ gì. Và để tránh lừa đảo rủi ro, đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán, khi Tết đang cận kề thì các cái cơ sở bán hàng trôi nổi hoàn thiện rất là ẩu. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi các video clip của chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm. Quý khách đang thắc mắc về vấn đề gì, quý khách hãy bình luận phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.